Tập 15. Sư muội, hình như huynh không nên gọi muội là sư muội nữa. Muốn sao cũng được. Trăm ngàn năm qua, huynh không tiếc dùng sinh mạng của mình giúp muội luyện đơn thành hình. Tiểu tử thúi dù cảnh đó chẳng qua chỉ là cơ duyên hảo hợp cứu muội một mạng. Vậy là muội đem tất cả tâm tư đặt lên người của hắn, không màng không ngó tới huynh. Muội không cảm thấy như vậy là bất công sao? Sư huynh, huynh có từng nghĩ rằng rốt cuộc huynh muốn tu luyện thành tiên hay là thật lòng yêu muội? Chắc huynh cũng biết người muội yêu là ai mà. Huynh biết là bây giờ muội không thể yêu huynh, nhưng sau khi chúng ta thành thân còn có thời gian trăm ngàn năm sớm hôm gặp mặt. Sư muội, huynh tin rằng muội sẽ từ từ yêu huynh thôi. Sư huynh, chúng ta là thanh mai trúc mã tu luyện ngàn năm, không lẽ huynh còn không hiểu sao? Huynh mặc kệ, huynh chỉ biết là muội sắp trở thành thê tử của huynh. Đã từng có người nói với muội, tình yêu thật sự là hy sinh, không phải chiếm hữu. Lục Châu, huynh không cần hiểu, huynh chỉ cần muội mãi mãi bên cạnh của huynh, mãi mãi không rời xa huynh. Muội làm gì vậy? Lục Châu, Lục Châu, muội thả huynh ra. Hôm nay muội phải cho huynh biết được tình yêu thật sự là hy sinh, không phải là chiếm hữu. Lục Châu, muội điên rồi hả Lục Châu? Mau thả huynh ra, nếu như giận khí quá nhiều thì muội sẽ tan thành tro bụi đó. Mau thả huynh ra. Lục Châu, Lục Châu, Du huynh đệ, cậu không sao thì tốt rồi. Vết thương như thế nào rồi, còn đau không? Đạo trưởng, ông nói cho tôi biết Lục Châu đang ở đâu. Du Cảnh, cậu mới vừa tỉnh dậy thôi, phải nên nghỉ ngơi nhiều một chút nữa. Ông nói cho tôi biết rốt cuộc Lục Châu ở đâu? Bây giờ cậu đang trọng thương, nhất định phải bình tĩnh lại. Lục Châu vì muốn giải kịch độc trên người cậu, cậu đã đi tìm Tạ Ngao. Cậu đã hứa ở bên cạnh của Tạ Ngao để đổi lấy thuốc giải cho cậu. Đều là lỗi của tôi, tất cả cũng tại tôi mà ra. Đạo trưởng, tôi cầu xin ông hãy giúp tôi đi tìm Lục Châu. Du Cảnh, cậu đứng lên đi được không? Cậu đang bị trọng thương, cậu đứng lên đi. Ông không hứa với tôi sẽ không đứng lên.
Lục Châu! Lục Châu! Lục Châu! Rốt cuộc Quỳnh đã tìm được bụi rồi. Tương công, độc của Quỳnh hết rồi. Đều nhờ muội mới cứu được bạn của Quỳnh. Quỳnh không sao thì Lục Châu yên tâm. Sao muội lại ngốc như vậy chứ? Muội ngốc tới nỗi muốn ôm nhau chết chung với Tạ Ngao. Tháo chuông phải nhờ người gắn chuông. Sự việc là do Lục Châu gây ra thì phải nên do muội đi giải quyết. Muội nghe Quỳnh nói. Muội nghe Quỳnh nói đi. Bây giờ chúng ta đi dẫn theo mẹ Quỳnh. Chúng ta cùng nhau mang danh ẩn tánh. Chúng ta đi về phía nam, hắn sẽ không thể tìm được chúng ta đâu. Được. Chị đáng tiếc quá muộn rồi. Tại sao lại như vậy? Muội mà bây giờ Quỳnh đang thấy chỉ là dương thần của muội. Lúc nãy muội cùng Tạ Ngao, cùng Tạ Ngao ôm nhau chết chung. Muội đã dùng hết sức lực của mình. Muội sắp sửa phải bị hồn bay phách tán rồi. Không, không đâu. Muội không được rời xa Quỳnh nữa. Tương công, hứa với Lục Châu chuyện cuối cùng này đi. Cái gì mà chuyện cuối cùng chứ? Muội không được rời xa Quỳnh nữa mà Lục Châu. Tương công, Quỳnh ôm chặt Lục Châu có được không? Làm cách nào mới cứu được muội? Nói cho Quỳnh biết đi. Không cần. Được nằm trong lòng của tướng công luôn luôn là chuyện hạnh phúc nhất, ấm áp nhất đời này. Đời này của Lục Châu có thể được ở bên cạnh Quỳnh tuy là ngắn ngủi nhưng cũng đã rất hạnh phúc rồi. Muội từng hứa với Quỳnh phải cùng Quỳnh sống tới bạc đầu mà. Đời này không làm được nữa rồi. Hy vọng kiếp sau phụ thể chúng ta có duyên tiếp tục tiền duyên. Lục Châu! Đoạn Nhiên Thập Ngũ Phân Ngoại Minh. Lục Châu! Thu Hương Kết Tự Thành Qua Tại Kính Trung Đơn Diện Chiếu Kim Thanh Trịch Địa Báo Quân Tình. Lục Châu! Lục Châu! Hả? Tấn công! Tỉnh rồi à? Lục Châu! Lục Châu! Muội về rồi à? Cái gì mà muội về rồi? Chẳng phải muội đang ngồi sờ sờ ở đây sao? Lại thấy ác mộng hả? Không lẽ Quỳnh đúng thật là đã thấy ác mộng? Trong giấc mơ Quỳnh đã gặp một đạo sĩ nói muội là yêu tinh. Nói biểu ca của muội cũng là yêu tinh, là con bò cạp tinh, cho nên muội cũng là yêu tinh. Tấn công, Quỳnh vừa mới đỗ cử nhân, gần đây học hành ôn tập nhiều quá nên tinh thần không tốt mới nằm mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ đó. Cũng may là giấc mơ. Nếu không thì Quỳnh cho rằng sau này Quỳnh cũng không gặp muội được nữa. Ngốc quá.
Tấn công. Tấn công. Tấn công, huynh sao vậy hả? Tấn công. Tấn công, huynh không sao chứ? Tấn công. Sao huynh lại biến thành bộ dạng như vậy? Lục Châu. Sao lại ra nông nỗi này chứ? Đại Thẩm, hả? Đừng hỏi nữa, mau chạy đi. Đi được bao xa thì đi, chạy được bao xa thì cứ chạy. Nhưng mà đi đi. Ta sắp chống đỡ không nổi nữa rồi. Trời. Đừng khẩn trương. Chuyện gì vậy hả đội trưởng? Ai đã cột tôi ở chỗ này? Cậu đừng bao giờ kích động. Hễ cậu kích động thì sẽ biến thành nửa người nửa yêu. Ông nói cái gì? Du Cảnh, cậu nghe ta nói. Tuy rằng thuốc giải đã được giải độc cho cậu, nhưng bản chất của nó là chất yêu độc trong người Tạ Ngao. Lúc ta phát hiện cậu thì máu yêu tinh đã đi khắp người cậu rồi. Ta đã dùng công lực nửa đời mới khiến cho nó không tấn công tâm mạch của cậu, giúp cậu không biến thành yêu tinh hoàn toàn. Du Cảnh, sau này chỉ cần cậu quá kích động hoặc là khi cậu nổi nóng, máu yêu tinh sẽ tấn công vào tâm mạch của cậu, khiến cậu biến thành một con yêu tinh mất đi tâm trí, gây ra phá hoại cực lớn. Tôi không muốn làm yêu. Đạo trưởng, ông cứu tôi đi. Cậu nghe tôi nói, máu yêu đã đi vào người, đã hợp làm một với cậu rồi, cho nên hiện tại không còn cách nào để hóa giải nữa. Nếu như không có cách để cứu tôi, ông hãy dùng kiếm của mình đâm chết tôi đi. Lục Châu đã dùng đạo hạnh ngàn năm và cả tính mạng của cậu mới đổi được thuốc giải cứu một mạng cậu. Sao cậu lại có thể dễ dàng muốn chết như vậy chứ? Một là được làm người, không thể cứ làm yêu. Nửa người nửa yêu như bây giờ thì coi là gì chứ? Du Cảnh, cậu bình tĩnh lại nghe ta nói. Chỉ cần cậu khống chế được tâm trạng của bản thân, duy trì tâm bình khí hòa, nó sẽ có thể cùng tồn tại với cậu cả đời, cũng sẽ có thể coi như là không có gì. Lỡ như tôi không khống chế được tâm trạng của mình tính sao? Cho nên bây giờ ta phải dạy cậu một cách khống chế máu yêu tấn công tâm mạch. Đây là một môn công pháp thổ nạp quyền môn chính tông, có thể khiến cho cậu tâm bình khí hòa, làm chậm mạch động của cậu. Phải nhớ, khi cậu cảm thấy máu yêu tinh sắp sửa tấn công tâm mạch, cậu nhất định phải mau chóng sử dụng bộ công pháp này, làm cho bản thân bình tĩnh trở lại. Du Cảnh, từ đây về sau, cậu phải tâm bình khí hòa, đừng bao giờ nổi nóng. Còn nữa, phải thường xuyên dùng bộ công pháp đó để tránh tổn thương vô tội. Cho nên tôi bây giờ là nửa con yêu tinh đúng không?
tôi sẽ không để độc yêu làm chủ số mạng của mình. Người sa ngã thành yêu, yêu tu luyện thành người, cơ hội bình đẳng tuần hoàn không dứt. Có điều cậu phải ghi nhớ, đừng bao giờ để yêu tinh trong người ăn mòn sự lương thiện của cậu. Tôi không như vậy. Đạo trưởng, ông hãy bảo trọng, rồi có một ngày tôi nhất định sẽ đền đáp ơn cứu mạng của ông. Ta nhiều lần cứu cậu, đã tiêu tốn rất nhiều chân khí của mình, cũng đã tới lúc bế quan tu luyện rồi. Ngày sau có duyên gặp lại. Hẹn ngày gặp lại. Mong rằng bần đạo không có nhìn lầm người. Nếu như hắn không thể khống chế yêu độc, vậy nơi nào mà hắn đến nhất định sinh linh đồ thán. Mẹ. Ý, về rồi à? Có thu hoạch hay không? Ừ. Trời đất, nhiều tới như vậy sao? Hôm nay cậu săn được một con chim ưng rất lớn, bán được rất nhiều tiền. À, được, được, được. Con mau đi rửa mặt đi. Mẹ có làm chút bánh đường trắng, lát nữa đem cho con ăn nha. Làm phiền mẹ rồi. Đây, con thích ăn thì ăn nhiều một chút đi ha. Ăn đi. Hôm nay con làm sao vậy? Mẹ, con nhớ lúc còn nhỏ cùng cha lên núi để săn bắt. Cha mong nhất là bắt được con chim ưng, bởi vì chim ưng bán được rất nhiều tiền. Đúng vậy. Năm xưa cha con chính là muốn kiếm thêm vài đồng tiền để cho con được đi học. Thật không ngờ. Thật không ngờ bây giờ cơ thể con đã thành ra như vậy. Với tình hình sức khỏe hiện giờ của con, một khi đi vào trường thi hay mà cẩn trương thì máu yêu sẽ công tâm, hậu quả sẽ không dám nghĩ tới nữa. Cha con trên trời có linh thiêng, nhất định là không trách con đâu. Nói sao con cũng đã đỗ cử nhân rồi mà. Mẹ. Ừ? Con muốn đi tới Kinh Thành. Tới Kinh Thành? Ừ. Là vì Lục Châu có đúng không? 10 năm trước Lục Châu báo mộng cho con, nói là cô sẽ đầu thai vào một nhà giàu có ở Kinh Thành. Nhưng Kinh Thành lớn như vậy, con đi đâu mà tìm đi? Con cũng đâu có biết nó đã đầu thai vào nhà nào. Con chính là muốn tìm được cổ. Con không quên được cổ. Được rồi, con cứ đi đi. Nếu phải ở đây nhìn vật nhớ người, thôi thì cứ ra ngoài thử một chuyến. Mẹ tin với năng lực của con, muốn tìm việc gì đó ở Kinh Thành để làm sẽ không thành vấn đề. Con không cần lo cho mẹ, con cứ đi đi. Mẹ, con sẽ không khiến cho mẹ thất vọng đâu. Hả? Sao giờ mới tới? Mà nè, sao tối vậy rồi còn kêu người ta tới làm việc nữa? Ai kêu ông chủ trả nổi tiền chứ? Ông ta muốn lấy khoáng thạch trong hang động này, mình không làm được không? Thời thế này có tiền thì kêu quỷ đẩy xe cũng được mà. Nơi này vắng vẻ quá, trời cũng đã tối vậy rồi, lỡ như chúng ta gặp phải yêu ma quỷ quái gì đó, vậy tính sao đây? Trời ơi, ngươi đừng ăn nói lung tung nữa, làm việc đi. Ta ra được rồi, ta đã ra được rồi. Lục Châu, mùi tưởng làm gì có thể phong ấn được ta sao? À.
Điềm dữ, xuất hiện con yêu tinh đạo hạnh ngàn năm. Sư phụ, có cần bẩm báo hoàng thượng không? Không cần, di sư sẽ tự giải quyết. À, còn cái này nữa, xem chút thì quên. Đây là giày mới mẹ làm cho con đó. Một mình ra ngoài phải tự chăm sóc mình. Sau này không có mẹ nấu cơm cho con ăn, con không được kén ăn đâu đó. Con biết rồi mẹ. Hãy tới kinh thành, con sẽ viết thư cho mẹ mà. Đường đi tới kinh thành xa xôi khó đi. Trên đường đi con phải bảo trọng nha. Ghi nhớ lời mẹ nói, kết bạn phải cẩn thận. Đừng bao giờ ra vẻ ta đây. Trời trở lạnh, phải nhớ mặc thêm cái áo, đừng để bị cảm lạnh. Con đã biết rồi mẹ. À, phải rồi mẹ. Con đã chặt chút củi để hết ở ngoài sân vườn. Lúc mẹ muốn xài thì cứ việc xài. Tiền con cũng chuẩn bị cho mẹ rồi. Con sẽ tự lo cho bản thân mình. Con không cần lo cho mẹ đâu. À, phải rồi. Còn cái này nữa, đây là bánh đường trắng con đem theo ăn trên đường. Thời gian không còn sớm nữa. Đi đi con. Mẹ, hài nhi bất hiếu. Ngoan. Lòng hiếu thảo con dành cho mẹ, mẹ đã biết rồi. Cảnh Nhi đứng dậy đi. Cảnh Nhi, Cảnh Nhi. Hôm nay con nai này coi như nó may mắn. Cha, con cũng muốn học xạ tiễn rồi bắt một con nai cho cha. Hả? Được thôi, đợi sau khi con khôn lớn cha mời quốc sư đến dạy con. Đúng là rất hiếu học. Cha, con với muội muội đi chơi nha. Trên đường phải cẩn thận đó. Dạ, con biết rồi. Tướng quốc đại nhân, hôm nay là ngày lành đại cát lâu năm mới có một. Vào đêm hôm nay, ở trên bầu trời sẽ xuất hiện cảnh tượng thất linh liên châu. Cảnh tượng này thuộc về điềm cực lạnh, ngụ ý rằng cả hai chúng ta sẽ gặp được nhân tài. Quốc sư tinh thông thiên văn địa lý, hiếu dũng thiện chiến, bản thân ngài là một nhân tài hiếm có rồi. Không dám, không dám, tướng quốc đại nhân quá khen rồi. À, mấy năm nay, biên phòng ngoại địch thường hay đến gây rối, làm hại khu vực gần biên cương, dân chúng lầm than đói khổ thường xuyên. Đối phó với Mang Di nhất định phải cứng rắn. Nếu như có thể, tôi nguyện dẫn dắt một đội nhân mã sang bằng tất cả, tuyệt không để bất cứ hậu hoạn. Được,
Đợi chúng ta về triều rồi sẽ bẩm báo với hoàng thượng. Nếu muốn yên ổn lâu dài thì buộc phải có lòng quyết tâm bình định ngoại loạn. Được, quân tử nhất ngôn, Tư Mã Nan Truy. Ca, huynh mau qua đây coi đi. Bò cạp. Trời ơi, coi chừng. Nè, Chung Nhi, mau bỏ đi. Cha, sao cha lại làm tổn thương bò cạp nhỏ của con chứ? Con bò cạp nhỏ của con ngoan lắm đó. Chung Nhi à, bò cạp này có kịch độc. Nó có thể tổn thương lục phủ ngũ tạng, con không bao giờ được để trên tay chơi. Lần sau này nhìn thấy nó phải tránh xa nó một chút, biết chưa? Không có gì, không sao là tốt ha. Tướng quốc đại nhân, tôi thấy trời như vậy chắc là cũng đã sắp mưa rồi. Hay là mau chóng tìm một chỗ để mà trú mưa đi. Được, tôi biết gần đây không xa có một nhà trọ. Cũng được, vậy chúng ta đi mau thôi. Đi. Có chuyện gì? Không thấy ta đang luyện công sao? Tướng quốc và quốc sư của bốn triều. Hay cho một cảnh tượng thất tinh liên châu. Bò cạp nhỏ, các người coi, khu rừng rậm này quả là có linh khí. Cả trọng thần của triều đình cũng tới đây để săn bắt. Các vị khách quan muốn ở trọ hay là dùng cơm đây? Cả hai đều phải. Cha ơi, con đói rồi. Được, được, được. Chúng ta sẽ lập tức ăn cơm, hả? Người đâu? Dọn tất cả hành lý vào trong phòng đi. Dạ. Mời bên này, mời bên này. Nè tiểu nhị, mau qua đây tiếp đãi khách đi. Nhanh lên, nhanh lên. Tới liền. Mời. Khách quan mời vào trong. Tướng quốc, mời ngồi. Nè, mời. Mời. Khách quan, muốn dùng món gì? Đem hai bình rượu ngon nhất ở chỗ này lên đây cho ta. Sau đó dọn tất cả những món ngon nhất ở chỗ của ngươi lên đây. Dạ được, ngài đợi một chút, đồ ăn sẽ tới liền. Được. Dạ. Tướng quốc đại nhân, mấy tên võ phu dữ tợn ngồi bên cạnh, nhìn sơ qua rất là khả nghi. Ngài lo lắng bọn chúng là sơn tặc. Nơi này quan sơ vắng vẻ, rất có khả năng là vậy. Quốc sư, ngài quá đa nghi rồi đó. Vạn sự cẩn thận thì tốt hơn. Chúng ta nhiều người tới như vậy, tôi thật sự không tin bọn chúng dám động đến chúng ta. Tôi thấy quốc sư nè, cứ yên tâm đi. Khách quan, ăn cơm. Cứ ngồi trước, tôi sẽ tới liền. Ngài không cần suy nghĩ nhiều quá. Cha, tại sao người có học ở bên kia lại mang theo cung tên bên mình vậy? À, cũng phải ha. Người này đích thực rất kỳ lạ. Tiểu nhị. Dạ. Mời vị công tử đó uống rượu. Dạ được. Tướng quốc à, tôi gót đầy cho ngài. À, khách quan. À, cho ta hai dĩa đồ ăn đi. Dạ được. Khách quan bên đó muốn mời ngài uống rượu. Nè, tôi giúp ta đa tạ khách quan bên đó. Đa tạ hậu ý của họ. Cứ nói là ta trước giờ không uống rượu, để tránh làm mất dạ hứng của họ. Dạ. Khách quan à, công tử bên đó nói hồi nào giờ không uống rượu, không muốn làm phiền nhã hứng của mọi người, cho nên đa tạ hảo ý của ngài.
Tướng quốc, tôi xin đi nhà xí một lát. Được, được, ngài cứ tự nhiên. Các vị hảo hán tha mạng đi. Các vị hảo hán tha mạng. Mau lên. Đi. Đó. Đi. Nhanh. Cha. 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 Mau lên. Cha. Chạy. Cha. Cha, tỉnh lại đi cha. Cha. Cha, tỉnh lại đi cha. Đại Dương. Cha. Cha. Đã xảy ra chuyện gì? À, đám người lúc nãy là sơn tặc, chúng muốn đánh cướp đại nhân. Đại nhân. Đại nhân. Đại nhân. Quốc sư à, có kẻ đã đánh thuốc mê vào trong bình rượu này đó. Tôi đã nói rồi, chuyện gì cũng phải cẩn thận mới được. Đa tạ công tử rút đao tương trợ. Quá lời rồi, Lục Kiếm bất bình rút đao tương trợ. Đúng rồi, tôi nghi ngờ đám sơn tặc này đang mai phục ở gần đây. Tôi ra ngoài xem thử. Nơi này cách đường của quan phủ khá xa. Đại nhân cứ ở lại nghỉ ngơi trước, tôi sẽ bảo vệ mọi người suốt đêm. Xin đa tạ công tử. Công tử. Cáo từ. Ca ca, vào trong uống miếng nước đi. Không cần đâu, huynh không khát. Huynh cũng đã đứng lâu như vậy rồi, hay là vào ăn chút gì đi. Ca ca cũng không đói, ta tạ muội nha. Phải rồi, huynh còn chưa biết muội tên họ là gì nữa. Muội tên Hồ Tiểu Châu, mọi người đều gọi muội là Tiểu Châu. Tiểu Châu. Ừ. Châu Nhi à. Cha. Đã tối về rồi sao con còn chưa đi ngủ? Bây giờ con sẽ đi ngủ liền. Giỏi. Đại nhân. Được rồi, công tử không cần đa lễ. Buổi sáng xin được đa tạ ơn cứu mạng của công tử. Ngày khách sáo rồi. Hay là chúng ta vào trong uống chung trà. Uống trà. Xin mời đại nhân. Thấy công tử ăn mặc như một thư sinh xuất khẩu thành văn, tại sao lại đem cung tên ra ngoài vậy? Thật ra tôi từ nhỏ đã luyện võ, ba đời tổ tiên sống bằng nghề săn bắt, nên tôi luôn đem cung tên bên mình. Công tử có phải từng học qua thi thư không? Tôi đã từng đỗ cử nhân. Công tử đã từng đỗ cử nhân à? Ừ. Vậy tại sao không cố gắng khổ học lên kinh ứng thí có được công danh rồi á thì ra sức báo đáp cho triều đình? Thật không dám giấu, tôi từ nhỏ lấy đỗ đạt công danh làm mục tiêu. Nhưng mà sau này bị bệnh một trận rất nặng. Mỗi lần gặp phải những tình huống khẩn trương thì toàn thân không còn sức, không thể chống đỡ, cho nên đã từ bỏ. Khó trách, trường thi ở kinh thành gió cũng không thể lọt vào. Loại áp lực đó tin rằng Du huynh đệ đây sẽ không có cách nào mà chịu nổi. Cho nên tiếp tục là một thợ săn, tiếp tục tự do. Đúng là đáng tiếc mà. Rõ ràng là một nhân tài, vậy mà phải hoang phế đi, đúng là tổn thất của triều đình. Tướng quốc đại nhân, nói vẫn chưa đúng. Sao lại nói vậy? Tuy rằng tôi không thi được công danh, nhưng mà ở trong lòng luôn có quyết tâm muốn báo hiếu cho quốc gia. Nếu sau này có cơ hội quốc gia cần, Chu Cảnh này sẽ giúp sức, cúc cung tận tụy, báo hiếu đất nước. Hay. Hay cho câu cúc cung tận tụy báo hiếu đất nước. Đúng là một hảo hán tử văn võ song toàn mà. Ngày quá khen rồi. Hôm nay lão phu rất vui vì quen biết được Du huynh đệ.
sao chúng ta lại không uống một chung? À, Tân Quốc đại nhân, chuyện uống rượu vào sáng hôm nay ngài quên rồi sao? À, đúng 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 đúng, chúng ta nên lấy trà thay rượu cạn trước kính sau hả? Mời mời. Kaka, Kaka, Quỳnh phải đi rồi hả? À, Kaka phải đi kinh thành rồi. Tụi này cũng đi. Hả? Vậy sao? Cha. Hả? Vua Cảnh Kaka cũng đi tới kinh thành đó. À, vậy sao? Vua công tử tới kinh thành có chuyện à? À, tôi đi tìm một người đã lâu không gặp mặt. À. Vua công tử à? Hả? Lão phu có một thỉnh cầu nhỏ này. À, mời ngài nói. Đứa con này của lão phu nào giờ không thích học hành, suốt ngày nghĩ tới chuyện múa đao múa thương. Lão phu thấy cậu văn võ song toàn, không biết cậu có bằng lòng làm tây binh của phủ tướng quốc ta, dạy con trai ta học văn luyện võ. À, tướng quốc đại nhân đã đề cao Du Mỗ rồi. Du Mỗ tài sơ học thiện, sợ dạy hư đệ tử. Du huynh đệ à, lão phu đã ở trong quan trường nhiều năm qua, người nào là nhân tài, người nào là vô dụng đều không thoát khỏi cặp mắt của lão phu được. Vô Cảnh ca ca, huynh hãy đồng ý đi. Dù gì thì cậu vẫn chưa biết được người cậu đã lâu không gặp mặt đang ở đâu trong kinh thành. Thôi thì cứ để lão phu làm chủ dùm cho cậu, thay lão phu dạy dỗ đứa con này cho đàng hoàng. Vậy Du Cảnh cung kính chi bằng phụng mệnh. Du Cảnh nhất định dốc hết sức mình, hết lòng dạy dỗ cho lệnh công tử. Tốt lắm. Chúc mừng tướng gia đã tìm được danh sư cho con. À, nào nào, để ta giới thiệu cho mọi người quen biết. Không cần đâu, Du công tử quả nhiên là nhất biểu nhân tài. À, quốc sư quá khen. Sắc mặt Du công tử hình như không được tốt lắm. Chỉ là sức khỏe có chút không tốt. À, ta biết chút y thuật, để ta thử bắt mạch giùm cho cậu. Không cần đâu quốc sư đại nhân, chỉ là bệnh cũ thôi, không cần phiền ngài. Được, vậy cũng không sớm nữa, chúng ta khởi hành thôi. Cũng được, mời tướng gia. Mời. Tiên bang muốn đến hòa thân, kiến lập quan hệ tốt đẹp, muốn trẫm đem muội muội gả đến Tây Vực. Chúng khanh gia, ý của các khanh thế nào? Hoàng thượng, vi thần cho rằng vạn lần không thể đồng ý, chỉ khiến cho phiên bang chi sĩ cho rằng triều ta yếu đuối, để cho bọn họ được nước lấn tới với chúng ta mà thôi. Thần cho rằng hòa thân chưa hẳn là một việc không tốt. Hòa thân sẽ giúp cho hai nước kiến lập bang giao, thúc tiến giao lưu. Quốc sư, ngài sao ngài lại nói vậy? Mấy hôm nay thần quan sát sinh tượng, phát hiện ra có một điềm đại hung. Nếu như lúc này xuất chiến, ắt hẳn sinh linh đồ thắng. Nhưng mà lần này phiên bang muốn hoàng thượng gả muội muội, nếu như chúng ta đồng ý, vậy đối phương nhất định sẽ được nước làm tới đó. Khu vực phiên bang hàng năm đối khác. Tướng quốc đại nhân, ngài lại nhẫn tâm gây ra chiến sự sao? Phiên bang nào giờ cứ vọng tưởng muốn nuốt lấy cương thổ của nước ta, bây giờ lại uy hiếp lấy hòa thân đổi hòa bình, đây đúng là vô cùng ngông cuồng, tuyệt đối không thể thỏa hiệp được. Hoàng thượng liên tục phái binh trấn áp loạn ở biên cương, nhưng đều thất bại trở về. Lần này hòa thân với Tây Vực, không những có thể bình định loạn biên cương, lại có thể quốc thái dân an. Hoàng thượng, đối phó với phiên bang nhất định phải trừng trị cứng rắn. Hoàng thượng đang trị vì thiên triều đại quốc, nếu như muốn được bình yên lâu dài thì phải có được quyết tâm bình định đại loạn. Xin hoàng thượng hãy tam tư. Hai nước giao chiến không phải mấy ngày thì có thể giải quyết, nếu ngang nhiên xuất binh có gì không ổn, ắt là không có đường quay đầu.
Nếu dùng sách lược ôn hòa giống như hòa thân thì sẽ giúp cho hai nước ngồi xuống đàm phán. Mong hoàng thượng hãy minh xét. Hoàng thượng, hai vị ái khanh nói đều rất có đạo lý, thật khiến trẫm đau đầu vô cùng. Hoàng thượng, được rồi, tướng quốc không cần nói nữa, để trẫm suy nghĩ kỹ lại việc này. Hai khanh lui xuống trước. Thần cáo lui.